Ơi, xin chào anh chị cô chú. Mình là Phạm Hữu Dư đây. Mình đang có mặt ở Đồng Nai nhưng mà là giáp ranh với là Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay là mình sẽ quay cho anh chị một cái miếng đất vườn chẳng 1.000 m² luôn. Không có quá lớn nhưng mà cũng vừa đủ để mà làm nhà vườn. Và đặc biệt nha anh chị, nó sở hữu mặt tiền đường này ha, mặt tiền đường liên xã này. Đây là đường liên xã nha anh chị, đường rất là đẹp. Và trước mặt anh chị chính là một cái quán cà phê. Cái quán này đẹp lắm anh chị ơi. Quán này thì mới mọc này thôi nhưng mà cũng gọi là thu hút được khá là nhiều người đó. Và dọc tuyến đường này hiện tại đã đang rất là giá trị nha anh chị. Tôi cũng nhiều người mua đất đang đang làm dự án, làm dự án gì nghỉ dưỡng đó anh chị đó. Cho nên là rất là đẹp cái đường này, được có đèn đường luôn anh chị. Thì cái đất của mình á là cách cái quán cà phê này là khoảng tầm 500 m chị ha. Đây, đi thẳng về cái hướng đường tỉnh 765 á, khoảng tầm 500 m là đất mình. Đất mình là sở hữu mặt tiền đường này. Hôm nay là mình quay cái giấc này là nó cũng hơi 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 trễ cho nên là ánh sáng không được tốt lắm. Rồi, bây giờ là mình sẽ tới đất mình để quay cho chị xem cái lô một sào của mình ha. Đất rất là đẹp, mình nó xin khẳng định lại. Đường quá đẹp luôn. Rồi, mình đang ở ngay đất của mình nè anh chị. Thì trước khi quay chi tiết đất cho anh chị xem thì mình sẽ nói thông tin cơ bản của cái lô đất này ha. Ở đây là thuộc xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, giáp ranh với lại bên Bà Rịa Vũng Tàu ha. Đây, đi thẳng hướng này là vô trung tâm xã Quảng Thành của Bà Rịa Vũng Tàu nè. Thì đó, mình đây đi khoảng tầm 500 m là mình tới cái quán cà phê hồi nãy mình quay ban đầu anh chị. Khu vực hiện tại là cái đường này, đây là đường liên xã anh chị ha, đường liên xã Lâm Sang Quảng Thành. Thì tại trục đường này là đang rất là giá trị anh chị, tại vì xuống người ta về mua về người ta làm đổ về là nhà vườn anh chị. Đây mặt tiền đường liên xã nữa, có thể kinh doanh luôn. Còn cái hướng này anh chị đi khoảng tầm cũng chỉ khoảng vài trăm mét thôi, tầm 300 m, là nói chung là còn gần hơn đi tới quán cà phê nãy nữa. Đi hết cái dốc đó đó là mình sẽ tới đường tỉnh 765, đồng thời là ra đó là gặp trường học, chợ, chợ khu 10 anh chị, gọi là chợ khu 10 và giáo xứ luôn. Nói chung là bán trong gần bán kính mà 500 m là từ đất mình á là đầy đủ hết tiện ích luôn ha. Thì muốn cà phê cà pháo gì là lên quán nãy. Thì đất mình quay ngày hôm nay là đúng 1.000 m² luôn chị. Thật ra là cái này á là tổng diện tích của nó, của lô đất này á là 5.000 m² lận, 5.000 chẳng luôn. Nhưng mà chủ á hiện tại là đang cần xây nhà, hiện tại là chủ á đó cũng gần đây anh chị ơi, họ có một cái nhà nhỏ nhỏ ở gần đây nè. Thì họ muốn sửa lại nhà cho nên là họ kẹt tiền, họ muốn bán một phần, là họ bán một sào anh chị. Thì họ quyết định họ cắt ra từ cái lô 5.000 này thì họ cắt ra cho mình, thì của mình thì được một sào thì là ngang là 8 m chị, tức là mình sẽ được 8 m mặt tiền đường liên xã này, đường liên xã Lâm Sang Quang Thành này, dài xuống là 125 m đó. Thì nhân lên thì chẳng một sào anh chị ha, ngang 8 dài 125. Thì cái ranh đây, nói chung là hiện tại là chủ mới vừa nộp vô phòng tài nguyên để mà tách sổ rồi nha anh chị. Tầm một tháng là sẽ có sổ. Thì đây, trước mắt là chưa có tách cho nên là chưa có rào gì đâu. Cái này anh chị mình về thì nhờ chủ cắm ranh cho mình ha, cho đàng hoàng, đo đủ từ đây nè, cục điện nè, qua cục điện kia luôn. Là 8 m ngang cắm cọc, tầm thẳng xuống dưới 125 m vuông vuông dứt luôn. Nói chung là cắt sổ mà, cắt sổ mình phải vuông rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vô đất mình chị ha. Ở đây đèn đường luôn cả nhà ha chị ha. Có đèn đường luôn nè. Dọc tuyến đường này đèn đường ban đêm đi nó sáng lắm. Thì mình quan sát là cái đất của mình nó hơi thấp hơn mặt đường chút xíu ha. Nó thấp hơn khoảng tầm 3 tấc á. Đây. Đất này đất đỏ Ba Giang nha anh chị. Đất đỏ Ba Giang. Thì ở đây thì cũng như chỗ khác thôi, những tại khu vực này là ở nhà ai cũng trồng tiêu hết trơn á. Tại ngày xưa tiêu có giá đó anh chị. Giờ tiêu là tiêu luôn rồi, cho nên là nó sơ sát vậy nè. Nói chung mà được cái đất đất thì bằng phẳng nha, bằng phẳng mà rất là tốt, cho nên là anh chị mình có thể là về là mình cải tạo, mình ban hết mấy cái tiêu đi làm cái nhà vườn ha. Nói chung là một sào thì thiết kế nhà vườn cũng đẹp rồi đó. Đặc biệt nói chung là chỗ này được cái là vị trí đẹp với lại đường là đường liên xã đó, cho nên là một sào này mình thấy làm nhà vườn thì rất là đẹp đó. Nói chung là làm nhà vườn mà có cái mặt tiền đường nhựa như vậy nó cũng quá ok ha.
đầu ô tô thoải mái luôn. Đó, ô tô né nhà thoải mái, đường quá rộng luôn. Đây, chung mà đi thẳng xuống dưới thì cũng vậy thôi à, cũng có gì trơn á, chỉ có mấy cái trụ gòn để mà trồng tiêu thôi, cho nên là mình cũng phải quay cho nhiều ha. Thì mình nói rồi, hiện tại là họ đang tách sổ cho nên là họ chưa có rào gì hết trơn hết. Đó, anh chị mình mua về thì mình nhờ họ hỗ trợ vấn đề này luôn ha. Đó, rào này nọ luôn. Đó. Rồi, mình sẽ đi thẳng lên ha. Đó, mình nói rồi, đất mình hiện tại là không có gì để quay đâu. Chủ yếu cho chị quay mấy cái dân cư này nọ thôi. Đó, đây, mình đang đi từ dưới đất đi lên ha. Đó, xe đậu thì thoải mái đây. Rồi, bây giờ để mình chạy ra cho chị xem luôn ha. Mình sẽ chạy ra cái hướng đường số 5 đi. Đó. Nè. Đây. Đất của mình là hướng bắc nha anh chị. Đó, đường này chị thấy không? Hai bên đường người ta trồng hả cái cây hoa nè. Cái này mà vô cái mùa hoa của nó đó, nhìn nó rực rỡ hơn nhiều. Còn giờ nó hơi lác đác. Đó. Đây, khỏi nói là khu dân cư nè chị thấy không? Đường liên xã mà. À, xây nhà nữa nè. Đó. Cái này mà chừng hả vài tháng sau gặp này, xuống đây này còn khác nữa. Xây nhà xung quanh. Anh nghe anh Hiển đẹp trai ơi. Hai bên đường rất đẹp. Đó. Đi hai bên đường sự là chưa nắng mà đi ra cái đường này thì khỏi nói rồi. Mát rượi luôn. À đây. Trường tiểu học Ngô Mây cấp 1. Rồi ấp Văn Hóa, ấp 5 Lâm Sang. À rồi đây, chúc mừng chị là đường tỉnh 765 nè anh chị. Đó, quẹo phải là đi biển ha, đây đi biển cũng là nhanh. Đi thẳng luôn đi biển, còn rẽ trái là mình sẽ ra tới ngã tư sông Rây. Và đi nữa là sẽ ra tới quốc lộ 1A luôn, đi về Xuân Lộc. Ở đây là chợ nha chị ha, chợ này là chợ khu 10. Anh chị mình nếu mà có sử dụng bản đồ Google Maps á, mình gõ chợ khu 10 là ra anh chị ha. Và từ chợ khu 10 là ngã ba nè, mình đi thẳng đúng chừng 300m. Ba không 500m đi, cho 500m đi. Tại mình đi cũng hơi nhiều, 500m là sẽ tới đất mình. Đất mình là mặt tiền đường này luôn ha. Đó, đường này đường 65, còn đường mình là đường liên xã Lâm Sang Quang Thành. Rồi, mình bây giờ mình sẽ đi ngược lại ha. Cứ ngược lại là hướng đi về Quang Thành. Thì đi hướng ngược lại thì dĩ nhiên là sẽ đi qua lại quán cà phê mà ban đầu mình qua cho chị xem á, đây. Đó. Quán cà phê chị thấy không? Khuôn viên nó làm rất là đẹp ha. Đó nè. Anh chị mình làm về hả? Mình hả thiết kế hả sơ sơ vậy cũng đẹp lắm rồi nè. Không bao nhiêu tiền đâu. Chữ là hoa hòe nè. Nhờ cũng như cái miếng của cà phê này nó rộng, mặt tiền nhiều. Cái miếng của mình thì tiếc là mặt tiền nó hơi ít, chỉ có 8 mét thôi. Nhưng mà dĩ nhiên tiền này của đó anh chị. Chứ mà hả đòi hả mặt tiền nhiều mà giá rẻ đâu ra. Nè, đây cũng nhà biệt thự mới thái đẹp anh chị ha. Đó. Dọc tuyến đường này chị thấy là người ta trồng cỏ nè, cỏ đậu phộng nè. Cái này mà đi mà ban ngày chị đi cái giấc mà 8-9 giờ sáng á là cái cỏ đậu phộng này nhìn đẹp lắm. Đó, hoa nữa. Còn giờ này mình đi cũng giấc này là gần sắp tối rồi. 5 giờ mấy rồi. Cho nên là nhìn nó không có đẹp. Đó. Chị thấy đường xá rất thông thoáng ha. Giờ mình đi khoảng tầm 2-3 cây gì đó là mình sẽ vô tới trung tâm xã Quảng Thành. Đó, chợ Búa là rất tấp nập luôn. Nhưng mà nói chung là chợ đó thì lớn hơn, chợ Quảng Thành thì lớn hơn. Nhưng mà anh chị mình nếu mà đi chợ vừa á, thì đó, nãy mình có quen chị xem này, chợ khu 10 á. Ở từ đất mình đi ra 500m là mình đã tới được tỉnh 765 á, là tới chợ ha, chợ và trường học. Đó, vậy được rồi. Đó, còn muốn mua nhiều hơn thì đi chợ Quảng Thành. Hoặc là chạy, tức là đã tới được 765 mình để trái đi về hướng sông Rây á, là mình vô chợ Lâm Sang. Cũng đông luôn, nói chung là ở đây thì chợ Búa đi đâu cũng được hết trơn á. Rồi, có gì lát nữa là mình sẽ cho anh chị xem sổ với là cái vị trí những Google Maps sau nha. Còn cái chợ Quảng Thành thì thôi, mình quay nhiều rồi, cho nên là chắc mình không quay nữa đâu.